Xin chào anh em, hôm nay mình tìm được một cái video cũ up lại cho anh em xem. Đây là những cái em rùa mà mình đã nuôi, đã từng đặt tên cho nó, những cái tên rất là thú vị. Và những con rùa này thì bây giờ không còn một con nào ở nhà mình cả. Có những con thì mình bán, mình cho, mình tặng, rồi cũng có một con bị chết, rất là đáng tiếc. Bây giờ những con rùa bây giờ mình đang nuôi là hoàn toàn mới, còn những em rùa trong video này là không còn ở nhà mình nữa rồi. Mời anh em cùng xem nhá.